Người dân xã An Quy, huyện Thạnh Phú đang rất phấn khởi và mong đợi công trình đê bao ngăn mặn được hoàn thành sớm. Đây là tuyến đê nằm trong dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu với giá trị gói thầu hơn 135 tỷ đồng. Công trình đi qua các xã An Quy, An Thuận, An Điền, An Nhơn và Mỹ An. Tuyến đê đi qua xã An Quy kéo dài từ rạch Rét đến huyện lộ 29 với tổng chiều dài 3.154 m, với độ cao so với mực nước biển 2,7 m. Tuyến đê này sẽ bao bọc và bảo vệ cho sinh kế của gần 2.100 hộ dân được hưởng lợi. Khi nhận được thông báo của tỉnh về việc xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn có một phần đi qua địa bàn, xã An Quy đã chủ động lập kế hoạch, khảo sát phần đất được xây dựng đê và vận động người dân có đất nằm trong khu vực tuyến đê đi qua hiến đất để thực hiện công trình. Qua vận động, đa số người dân đều đồng tình và có 72 hộ hiến đất để triển khai thực hiện công trình. Đây là tuyến đê bao gắn với giao thông qua địa bàn của An Thạnh, trong đó có An Quy. Thì khi công trình này hoàn thành, nó rất có lợi ích về phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp của xã. Người dân hưởng lợi trên cái dự án này rất là lớn. Họ được đầu tư điều kiện để phát triển kinh tế về cây lúa, con tôm, nhất là tôm càng trên địa bàn. Cái thứ hai, khi tuyến đê bao này hoàn thành, thì tạo điều kiện thông thương hàng hóa với các xã trong vùng ba. Rồi cái thứ ba là tuyến đê bao này hoàn thành, nó bảo vệ đất đai của người dân gần 800 hectare của địa bàn An Quy không bị sạt lở triều cường. Cái thứ tư là cái tuyến giao thông để phát triển thuận lợi, thì giá cả của mặt hàng nông nghiệp, con tôm, cây lúa của địa bàn được nâng cao, từ đó nâng cao đời sống của nhân dân. Đối với xã thì khi công trình này hoàn thành, bộ mặt nông thôn của An Quy là phát triển gắn với xây dựng thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trước đây, đời sống của người dân trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng ngập úng, xâm nhập mặn kéo dài. Vì thế, khi nhận được thông tin sẽ có tuyến đê bao đi qua, đa số người dân trên địa bàn xã An Quy rất háo hức chờ đợi công trình được triển khai. Người dân của các chú rất là vui mừng vì được cái con đê này bảo vệ mùa màng, rồi thác thoát mỗi khi mà nước dâng triều cường thì không còn phải ngập úng nữa. Đó là chú cũng rất là mừng về cái vấn đề mà bên biến đổi khí hậu. Còn nuôi tôm trước đây á, thì cũng bị mất giá, bị tư thương ép giá là buộc chúng tôi phải là hạ giá xuống, bị vì cái sản phẩm làm ra không có cái đường vận chuyển, do đó buộc chúng tôi phải bán với giá rẻ. Ngày nay có công trình, có tuyến đường đi qua, chúng tôi rất là vui mừng. Cái điều mong muốn của tôi với bà con ở đây, theo tôi biết là mong muốn sao cho cái đê này hoàn thành sớm trong cái đợt mưa này, để tạo điều kiện thuận tiện cho con em đi học lại, đi lại cho nó dễ dàng. Với hơn nữa là tới mùa lúa để vận chuyển cũng như tôm lúa để cho nó dễ dàng hơn. Công trình đê bao ngăn mặn được chính thức khởi công vào tháng 7 năm 2023 và đang được đẩy nhanh tiến độ để nhanh chóng đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân xã An Quy nói riêng và toàn khu vực Bắc Thạnh Phú nói chung trong thích ứng với biến đổi khí hậu.